Thanh Thảo lần đầu nói rõ thực hư chuyện có con với Bình Minh sau 6 năm im lặng. Sau 6 năm kể từ scandal tình cảm với Bình Minh diễn ra, nữ ca sĩ Thanh Thảo mới thật sự đủ bình tĩnh và bản lĩnh kể về những gì cô đã âm thầm chịu đựng. Là một trong những nam nghệ sĩ tiêu biểu trong làng giải trí Việt, Bình Minh không chỉ thành công trong sự nghiệp mà còn có một gia đình vô cùng hạnh phúc cùng người vợ anh thơ và hai cô con gái nhỏ đáng yêu. Nhưng vào năm 2011, scandal tình cảm giữa Bình Minh và nữ ca sĩ Thanh Thảo được công khai trên khắp các phương tiện truyền thông. Sau cú sốc tình cảm quá lớn, Thanh Thảo vẫn giữ sự im lặng khi mọi búa rìu dư luận hướng về mình. Trong một buổi phỏng vấn mới đây với phóng viên, nữ ca sĩ lần đầu thẳng thắn đối mặt với những câu hỏi nhạy cảm về quá khứ ồn ào của mình. Nhìn lại scandal tình cảm với Bình Minh, Thanh Thảo chia sẻ, mình đã nhìn vào sự việc hoàn toàn bình thản hơn xưa. Sự việc xảy ra, Thảo rất là buồn, sốc. Nhưng khi qua nhiều năm, Thảo thấy đó là trải nghiệm quý giá. Có những lầm lỡ lúc đó thì mới có bài học của ngày hôm nay. Bây giờ khi bước qua mọi chuyện rồi, thì Thảo nhìn lại mọi chuyện rất nhẹ nhàng. Trong sự việc đó, người chịu thiệt thòi nhất chính là mình và người bị ảnh hưởng lớn nhất về danh dự cũng là mình. Vì vậy mình phải biết sẽ không bao giờ để chuyện đó lặp lại nữa. Còn ai đúng ai sai, ai lỗi ai phải, Thảo không nghĩ đến nữa. Thảo đã dừng lại đúng lúc và không gây rối ren hay mất mát cho bất kỳ ai. Có thể nói năm 2011 là một năm đầy biến động và đau đớn khi Thanh Thảo ngoại mất, bạn thân lấy mất công ty, scandal tình cảm khiến Thanh Thảo suy sụp và gần như không gượng dậy nổi. Và suốt 6 năm qua, nữ ca sĩ không ngừng nỗ lực, ngày đêm để giành lại niềm tin của khán giả và tìm được người đàn ông của đời mình. Liên quan đến Bình Minh, Thanh Thảo bất ngờ tiết lộ thực hư về tin đồn cô và Bình Minh có con riêng. Trên mạng có rất nhiều thông tin Thảo có con với Bình Minh, nhưng Thảo đính chính là Thảo chưa từng có em bé bao giờ. Đó là con riêng của Bình Minh với người khác, chứ không liên quan gì đến Thảo. Thảo cũng có tình cảm với đứa bé đó, và đến bây giờ Thảo vẫn gửi quà cho bé, vẫn liên lạc với bà ngoại và mẹ của bé. Nhìn lại những gì đã qua, và giờ Bình Minh đã có một gia đình hạnh phúc, Thanh Thảo cũng gửi lời cảm ơn anh đã không chọn cô. Vì như thế cả hai chưa chắc sẽ hạnh phúc, mà rất có thể sẽ gây hậu quả cho đời sau. Thảo không muốn nhắc đến Bình Minh nữa. Thảo thấy lựa chọn đó của Bình Minh là lựa chọn đúng nhất cho tất cả mọi người. Cảm ơn vì đã không lựa chọn Thảo. Cảm ơn vì đã không tạo nên hậu quả trong cuộc đời của Thảo. Và cảm ơn vì những đứa trẻ vẫn luôn hạnh phúc trọn vẹn. Đó là điều Thảo cảm thấy không dây dứt trong cuộc đời của mình. Thanh Thảo công khai bạn trai Việt Kiều. Giọng ca búp bê con trai được bạn trai Việt Kiều hộ tống về nước ghi hình chương trình Trời Sinh Một Cặp. Ngày 21 tháng 2, Thanh Thảo xuất hiện tại sân bay Tân Sơn Nhất. Cô trở về từ Mỹ để ghi hình cho game show Trời Sinh Một Cặp và thực hiện mini show ở Việt Nam. Nữ ca sĩ được bạn trai Việt Kiều tháp tùng về nước. Đây là lần đầu tiên người yêu cô xuất hiện trước công chúng. Trước đó, cô thường chia sẻ cảm xúc hạnh phúc khi được anh chăm sóc, tặng quà trên trang cá nhân. Vào dịp Tết vừa qua, cô phải nhập viện phẫu thuật răng. Thanh Thảo cho biết cô tự tin hơn khi được người yêu ở bên động viên. Nữ ca sĩ từng chia sẻ với bản tính mạnh mẽ, quyết đoán của mình thì người đàn ông ở bên cạnh cô cũng phải bản lĩnh. Khi được hỏi về người yêu mới, Thanh Thảo từ chối chia sẻ. Cô muốn giữ lại khoảnh khắc riêng tư cho mình. Một người bạn của cô tiết lộ bạn trai Thanh Thảo là doanh nhân, luôn ủng hộ công việc của cô. Trong chương trình Trời Sinh Một Cặp, Thanh Thảo đảm nhận vai trò huấn luyện viên cùng Dương Triệu Vũ và Vũ Hà. Đội của cô gồm diễn viên Long Đẹp Trai, Anh Đức, Trung Dũng và Hùng Tiến. Đang bận rộn tập vở kịch mới, nhưng Long Đẹp Trai vẫn có mặt tại sân bay để đón Thanh Thảo. Nam diễn viên cho biết anh muốn gặp huấn luyện viên sớm nhất để hỏi thăm tình hình sức khỏe và tranh thủ bàn về tiết mục thi sắp tới. Rời sân bay, nữ ca sĩ lập tức đến tập cùng các thí sinh trong đội. Thanh Thảo cho hay cô phải tập nhiều hơn để bù đắp cho các bạn vì trước cuộc thi không có nhiều thời gian đồng hành với nhau. Hé lộ đám cưới như mơ của Thanh Thảo và bạn trai Việt Kiều. Thanh Thảo dự định sẽ tổ chức hôn lễ cùng bạn trai Việt Kiều một cách lãng mạn và ấm cúng trên bãi biển. Mới đây trong một phỏng vấn, Thanh Thảo đã có những chia sẻ thẳng thắn xoay quanh chuyện tình cảm của mình. Theo đó, giọng ca búp bê con trai cho biết cô là người coi trọng tình cảm gia đình. Đối với cô, những người thân là quan trọng nhất. Mọi sự cố gắng và phấn đấu của cô, ngoài yếu tố yêu nghề, đam mê nghề,
thì còn là vì gia đình của cô. Nữ ca sĩ nuôi em út ăn học từ khi em mới ra đời đến khi vào đại học, chăm chút cho em đến khi các em đã yên bề gia thất. Đến bây giờ, sau khi gia đình sung túc ổn định, Thanh Thảo mới nghĩ đến hạnh phúc riêng của bản thân. Cô cũng rất quý những đồng nghiệp sống vì gia đình và thương yêu người thân như Đàm Vĩnh Hưng, Quang Dũng. Theo tin tức, Thanh Thảo đã lên kế hoạch cho ngày trọng đại. Người phụ nữ nào cũng mong đến ngày được mặc áo cô dâu. Tôi cũng mơ về gia đình và những đứa trẻ. Tôi mơ ngày trọng đại của mình đầy ắp tình thân ở bãi biển đẹp và kết thúc đầy hoa cẩm tú cầu, loài hoa tôi yêu thích. Mặc dù bạn trai thường xuyên xuất hiện cùng, nhưng Thanh Thảo chưa muốn chia sẻ nhiều về anh. Cô cho hay không muốn mang tiếng khoe khoang hạnh phúc cá nhân. Hiện tôi rất hạnh phúc, bình an, được yêu thương chăm sóc tận tình, chu đáo. Gặp được một người đàn ông thành đạt, tốt tính, hiền lành và biết yêu thương mình, tôi quá mãn nguyện, cô nói. Nói về kế hoạch sinh con trong năm nay, Thanh Thảo cho rằng con cái là tài sản của người phụ nữ. Tôi không nói trước được điều gì, trời cho thì mình nhận. Nhiều người hâm mộ vui mừng và gửi lời chúc tốt đẹp với Thanh Thảo vì cô đã tìm được hạnh phúc riêng của mình. Đàm Vĩnh Hưng bật khóc khi nói về cuộc đời Thanh Thảo. Ông Hoàng Nhạc Việt xúc động trước phần thể hiện của Long đẹp trai và huấn luyện viên qua ca khúc Duyên Phận. Tối ngày 25 tháng 3, tập 6 chương trình Trời Sinh Một Cặp được phát sóng trong tập này. Diễn viên hài Kiều Anh là giám khảo khách mời bên cạnh Đàm Vĩnh Hưng và Thanh Hà. Long đẹp trai và huấn luyện viên Thanh Thảo chọn thể hiện Duyên Phận. Cả hai hóa thân vào vai hai chị em mồ côi. Nhân vật của Thanh Thảo hết lòng nuôi ba em nhỏ trong căn nhà lụp xụp. Cuộc sống quá khó khăn khiến cô không có thời gian để hẹn hò với bất cứ chàng trai nào. Khi đến tuổi cập kê và có chàng bác sĩ ở làng hỏi cưới, cô đã đấu tranh nội tâm khá dữ dội và quyết định không lấy chồng để ở vậy nuôi các em của mình khôn lớn nên người. Trước phần trình diễn của Thanh Thảo và Long đẹp trai, giám khảo Đàm Vĩnh Hưng xúc động chia sẻ: "Tôi đã ba lần chạm tới cảm xúc tê buốt trong bài hát này. Sự trùng phùng, chia ly trong gia đình thật sự rất dễ hạ gục tôi. Ở khúc cuối, khi Thanh Thảo hát gằn giọng và nói không cần lấy chồng để lo cho gia đình, tôi đã chịu không nổi." Nói đến đây, Mr. Đàm đã bật khóc. Anh nói thêm: "Tôi xúc động vì đây là câu chuyện thật trong cuộc đời Thanh Thảo. Suốt 20 năm qua, Thảo đã nhiều lần hy sinh hạnh phúc nhỏ của mình, gánh vác rất nhiều thứ để lo cho hạnh phúc của các em." Nghe chia sẻ của đàn anh, nữ ca sĩ nghẹn ngào khóc lên trên sân khấu. Vốn là người cá tính mạnh mẽ, Thanh Thảo là người chị hết lòng cho các em, thậm chí còn nhận nuôi con trai của em gái ruột là Thụy Anh để Thụy Anh yên bề gia thất bên gia đình mới. Giám khảo Thanh Hà cũng dành lời khen cho cặp đôi: "Tôi rất thích tiết mục này vì Thảo đã hóa thân và làm rất tốt. Tôi cũng thích giọng của Long, em hát bolero rất thong thả, nhịp cũng rất tốt." Kết quả Long đẹp trai và Thanh Thảo nhận được 29,5 điểm từ ban giám khảo. Tập 7 của Trời Sinh Một Cặp phát sóng vào lúc 21 giờ ngày 1 tháng 4 trên kênh. Chân dung chú rể đẹp trai như tài tử của Thụy Anh, em gái Thanh Thảo. Ca sĩ Thanh Thảo đã chia sẻ những tấm ảnh cưới siêu lãng mạn của cô em gái Thụy Anh. Sau nhiều sóng gió, Thụy Anh đã tìm được hạnh phúc. Sau scandal có con với ca sĩ Ngô Kiến Huy vào năm 2011 khiến V-Biz xôn xao, Thụy Anh đã sang Mỹ định cư và bắt đầu công việc kinh doanh. Ngày 20 tháng 3 vừa qua, trên trang cá nhân, Thụy Anh chia sẻ hình ảnh mặc váy cô dâu, đeo nhẫn đôi với một người đàn ông giấu mặt, khiến nhiều người đồn đoán rằng em gái búp bê Thanh Thảo chuẩn bị lên xe hoa. Mới đây, nữ ca sĩ Thanh Thảo đã chia sẻ thêm loạt ảnh cưới đẹp và siêu lãng mạn của em gái mình và ông xã Việt Kiều. Cô viết: "Mấy đứa em đã yên bề gia thất, giờ là đến lúc mình lo cho bản thân đây. Tuy đã được che chắn, nhưng một vài tấm ảnh vẫn có thể nhìn được rõ mặt phần nào nửa kia của em gái Thanh Thảo." Chú rể của Thụy Anh sở hữu vẻ đẹp nam tính, lịch lãm và nụ cười ngọt ngào. Trước đó, nhiều lời đồn đoán rằng người đàn ông trong tấm ảnh này chính là chồng đại gia của Thụy Anh, nhưng cô đã lên tiếng phủ nhận. Qua ảnh cưới cũng có thể nhận ra chồng Thụy Anh là một người đàn ông khác, còn khá trẻ và điển trai. Take a body, 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 take a body